Đây bác này, chỗ này nhá, là cây bạch hoa xà thiệt thảo đấy, hay còn gọi là cỏ lưỡi rắn hoa trắng. Đây hoa đây bác, hoa trắng trắng đấy. Lưỡi rắn là hình dáng cái lá này bác này đấy. Cái lá đây, đây cái quả đây ạ. Bên này có một đám, bên này có một đám á. Đây cái này to hơn các bác này. Các bác nhìn chính xác cây này nhé. Cây này gọi là cây bạch hoa xà thiệt thảo, tránh nhầm lẫn với cây bạch hoa xà. Đây hoa trắng này các bác này, hoa trắng này. Quả nó rất là sai. Đây các bác, cành ở đây ạ. Đấy bác nha, vị thuốc đầu tiên, bạch hoa xà thiệt thảo. Thưa bác, đây chính là cái ý dĩ các bác nhé, cái hạn ý dĩ này các bác. Đây ạ, đấy nó cao chừng 1,5 đến 2 mét này các bác. Đấy, lá dài dài này. Đây là vị thuốc thứ hai các bác nhá. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm cái vị thuốc thứ ba nữa. Các bác hãy cùng đi theo Quân nhá. Thì thưa bác, trong đông y, rễ cái cỏ chanh này người ta gọi là bạch mao căn các bác nhá, bạch mao căn. Thì thưa bác, đây là một cái vị thuốc thứ ba trong cái bài thuốc nhờ tác dụng là lợi tiểu và bổ thận. Đây thưa bác, bạch hoa xà thiệt thảo, miền Nam, miền Bắc, miền núi cũng như là đồng bằng đều có loại cây này. Đây các bác nhé, cây lưỡi rắn hoa trắng. Ở đây là vị thuốc chính trong cái bài thuốc chữa ung thư. Ngoài cái việc điều trị ung thư dạ dày ra thì cái cây này còn có tác dụng điều trị nhiều những bệnh ung thư khác. Ví dụ như ung thư vòm họng, ung thư gan, rồi ung thư trực tràng. Đây là một cây thuốc rất quý mà Quân muốn lưu ý với các bác là chúng ta có thể bắt gặp ở đâu đó. Đây các bác nhé, có thể các bác đã bắt gặp ở đâu đó nhưng các bác lại không biết đến cái công dụng này. Các bác mà phát hiện ra cây này trong tự nhiên thì cố gắng các bác mang về để trồng nó nhé. Sử dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư rất là tốt. Cái thành phần thuốc ngày hôm nay Quân sẽ để trên màn hình các bác theo dõi nhé. Thứ nhất là bạch hoa xà thiệt thảo. Thứ hai là bạch mao căn hay còn gọi là rễ cỏ chanh. Và thứ ba đó là hạt của cây ý dĩ. Thứ tư đó là đường đỏ. Cái liều lượng Quân sẽ để trên màn hình các bác theo dõi nhé. Tất cả những vị thuốc này đều khá là dễ kiếm. Cái cây này có ở khắp nơi các bác nhé. Còn cây cỏ chanh thì quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Và còn một vị thuốc nữa đó là ý dĩ thì các bác nếu không tìm thấy, không trồng được cái cây ý dĩ thì các bác có thể là đến cái tiệm thuốc Nam hoặc là tiệm thuốc Đông y. Cái bài thuốc này khá đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Còn tùy vào từng trường hợp cụ thể thì Quân sẽ có những cái gia giảm thêm những cái vị thuốc khác. Bác nào quan tâm đến bài thuốc chữa ung thư dạ dày hoặc có những phương pháp điều trị ung thư dạ dày một cách hiệu quả, các bác có thể là để lại bình luận xuống phía dưới giúp Quân các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Quân.